Ukraine cho biết thành phố cảng Odessa chiến lược giáp Biển Đen đã bị tấn công từ trên không vào sáng nay. Hình ảnh ghi lại cho thấy các vụ nổ tạo ra ít nhất 3 cột khói đen cùng với đám cháy trong một khu công nghiệp. Binh sĩ gần một địa điểm bị tấn công cho biết có khả năng khu vực đã trúng rocket hoặc là tên lửa. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này thông báo cuộc không kích bằng tên lửa có độ chính xác cao do quân đội nước này tiến hành đã phá hủy một nhà máy lọc dầu và 3 cơ sở dự trữ nhiên liệu ở khu vực gần thành phố cảng chiến lược Odessa. Theo Nga, thì các cơ sở trên được Ukraine sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho quân đội. Cuộc không kích diễn ra khi mà các lực lượng Nga bắt đầu rút khỏi miền Bắc của Ukraine. Odessa là thành phố sở hữu cảng biển chiến lược lớn nhất của Ukraine ở Biển Đen. Ước tính có khoảng 1 triệu người sinh sống tại thành phố này. Litva cho biết đã ngừng mọi hoạt động mua khí đốt của Nga. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Nga yêu cầu từ ngày 1 tháng 4 tất cả các quốc gia không thân thiện phải trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp. Trên Twitter cá nhân, thì Tổng thống Litva khẳng định kể từ tháng 4 không còn khí đốt của Nga ở nước này. Tổng thống Litva cho biết quốc gia này đang cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga. Toàn bộ khí tự nhiên phục vụ cho tiêu thụ nội địa của Litva sẽ được nhập khẩu thông qua cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng tại cảng Klaipėda. Cơ sở nhập khẩu này khánh thành năm 2014 sau khi mà Nga sáp nhập Crimea. Mục đích là nhằm giảm dần và tiến tới chấm dứt sự phụ thuộc khí đốt của Nga. Ngoài Litva, hai nước Baltic là Latvia và Estonia cũng chấm dứt nhập khẩu khí tự nhiên của Nga. Litva, Latvia và Estonia đều là thành viên của EU và NATO. Ba nước này có chung đường biên giới trên bộ với Nga.